con đó con được ơi nha, chứ phải con này nha. Hello Gorgeous, welcome to Step with Lucas. Thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan vườn sở thú của Singapore, một trong những vườn sở thú nổi tiếng nhất thế giới. Now, let's go! So, this is me and Adi. This is my housemate. And we are going to the zoo. So, let's take a look at the people around us on MRT. Thì mọi người nói cái khu vực này là khu vực giống như là Kampong. Kampong là ở trong từ Malaysia, là giống như khu vực suburban, là giống như là countryside. Oh, may quá mọi người. Đây là cái city bus của sở thú. Thì mọi người chỉ cần ra cái MRT đi với SXR thì có cái city bus. Cái này hình như là miễn phí. À không mọi người ơi, mình đã nhầm. Thật ra là thì cái shuttle bus này cũng tốn tiền, nhưng mà xài chung thẻ với lại các bus bình thường. Đây là cái shuttle bus của sở thú. Đây là trạm đến, sau khi mình đi khoảng 15 phút thì mình đến cái trạm ở sở thú. Thì lý do ngày hôm nay mình đi sở thú là cảm ơn Adi, là bạn housemate của mình. Đó là bạn có cái vé của công ty cho đi miễn phí thì mình mới đi. Nói chung là cũng mình rất là ham đi những chương trình gì miễn phí và được tài trợ thì mình mới đi. Chứ khi mình bỏ tiền đi trong đây thì mình nghĩ chắc là chưa phải lúc. Đây Rainforest Lumina. Quầy vé, bạn có thể mua quầy vé trực tiếp ở đây. Ok. Hi Saturn. Thế cái này thú vị nè, để tiết kiệm nước các bạn nên mang theo bình nước của mình và đến đây để lấy nước ở gần khu nhà vệ sinh. Chỗ trong sở thú thì khi mình đã đỡ được khoảng tới 2 đồng đến 3 đồng tiền mua nước. Đây là cái trail ở đây thì oh my god. Đây là hình như là đời ươi với mọi người, mình cũng không biết nữa, nhưng mình khá là thích cái bố trí của cái sở thú này. Các bạn thấy ở trên là đời ươi, ở dưới nhìn xa xa. Đây, cái này là một con cá sấu. Còn ở trong cái cầu kia mình thấy một con Komodo. Tức nghĩa là cái dàn xếp, cái layout bố cục của cái sở thú này là mình thấy khá rất là khoa học và thú vị. Hello, các bạn có thể thấy đây là con đời ơi. Con đó con đời ơi nha, chứ không phải con này nha. Tôi thấy con đời ơi đang đu. Và những con khỉ đít trơn, mũi to mà mình khá thích ở đây là nó họ kết hợp cả hồ cá ở dưới đây nữa. Thích quá mọi người ơi, cái quang cảnh mọi người ta làm sắp xếp đây nè. Không chỉ là thú động vật không, mà còn có cả cá, nước. Và khỉ này khá lạ nhỉ. Hello. Đây là một trong những cái ví dụ sự thông minh của cái zoo này, đó là bạn chỉ dẫn là hình đầu con thú luôn. Các bạn chỉ cần đi theo đầu con thú đó là mình sẽ tìm ra được cái địa điểm cần xem. Có meerkat nữa nè, mới nãy mới đi ngang chưa có dịp coi, để giờ quay lại coi. Rồi ơi. Trời, cái con này dễ thương quá luôn á. Cái con này gọi là con mèo châu Phi hả? Mình cũng không biết dịch nó tiếng Việt là con gì nữa, nhưng mà nhìn nó dễ thương quá. Mình hay thấy ở trong các phim hoạt hình nè. Meerkat. Động vật của châu Phi. Oh my god, so cute. Mình nghĩ cái tổ kia là cái tổ nhân tạo thôi đó, nhưng mà cái kiểu nó cũng tạo như vậy. Wow, một cảnh khác ở sở thú này mọi người luôn. Họ mở ra một cái hồ cây trồng đồ nữa nè. Nói chung là chỗ này rất là thú vị cho gia đình và người lớn tuổi, cũng như các thanh thiếu niên như chúng ta. Naked moon rat. Trời ơi, nhìn hơi sợ nè. Guys, this is mấy con chuột naked gì nè. Bạn ơi, là mấy con chuột con. Trời ơi, nhìn quá trời luôn nè. À, bò, nó bò đi. Wow. Đây là một loại mèo rừng. Wow. Con này đang tìm đường chạy nhảy lên nè. Hi, bây giờ mình sẽ đến khu vực là Reptovia.
là một loại khu vực bỏ xác. Oh my god, so cute. Thì đây là cái khu vực bò xác mà một trong những khu vực mình sợ nhất luôn, tại vì mình khá là sợ rắn. Trời mọi người ơi, con quỷ rắn độc này nè. Trời coi con quỷ rắn độc này. Tự nhiên coi cái phần rắn này lại nhớ tới cái phần Harry Potter phần 1 là chỉ mấy con rắn xấu xấu cái nó nhảy ra nó cắn mình luôn nè. Voila. King Cobra. Con này trời to lắm luôn mọi người ơi. Con này chắc về Việt Nam là bị bắt luôn á. Coi thân hình nó kìa. Mọi người có đoán được cái phần nào là cái đầu của con rắn không? Rồi có con quỷ rắn này là cái thân nó rất là mập. Vừa nghe nó rất là mập và ngang như một cái cây củi vậy đó. Và cái đầu của nó là như một cái lá, nhìn nhận không ra luôn. Bạn này bò rất là từ từ và chậm rãi. Mọi người, đây là cái con chim này mình không biết tiếng Việt tên gì, hy vọng nó không bay vô mổ cho mặt mình tại vì mình record hình nó. Nhìn cái này mình lại nhớ tới cái khu mà vườn chim mở ở KL. Đây có một bạn nữa nè. Hello chim, đừng mổ mặt tao. Trời, đây là một cái con thằn lằn rất là to luôn. Mình không biết gọi là thằng làng hay là con gì nữa, kỳ nhông hay là mía gì đó chả biết nữa, nhưng mà khá là bự á. Chà, những con ếch độc nhỏ màu xanh khác, màu tía xanh này, ếch trên cây, hoa lan khá là đẹp. Ok, trời, con ếch này nó nhỏ ghê mà nhìn nó rất là mang sự nguy hiểm nha. Con này như có hai đầu vậy đó, mình cũng không biết là con này là con gì, không biết là thiệt hay là giả, mà có vẻ là thiệt. Ở đây có một con rắn mini nữa nè, nhỏ xíu à. Khá là thú vị, đây là cái chỗ khu mà người ta chăm sóc những con vật bò sát và nhân giống. Komodo Dragon. Con này có rất là nhiều ở Indonesia nè. Có một hòn đảo riêng gọi là Komodo luôn. Và đây là loài rùa lớn nhất thế giới. Đây, rùa cạn lớn nhất thế giới nè. Lần đầu tiên mình thấy luôn á. Và các bạn, rùa này có vẻ rất là thân thiện. Mọi người có thể đứng ở trong đây và vào trong kia chơi với rùa nữa kìa. Hai con này. Trời. Ê, con rùa kia đang tới kìa. Bò kìa. Đây là một trong những loài rùa bự nhất thế giới. Oh no, the second largest. Bự thứ hai thế giới nha mọi người. Ở trong sở thú nếu bạn khát nước thì có rất là nhiều quầy bán nước ở đây. Ví dụ như là quầy bán nước cam tươi khoảng 3 đồng. Tính là khoảng 50 ngàn tiền Việt Nam thì cũng được. Và nhiều cái khác nữa. Nói chung là không lo bị chặt chém ở trong đây. Mọi người thấy không ạ? Đây, một bạn đang leo trèo. Một đống trên đây nè. Đó. Trời, con này nó bự lông lá ghê quá nha. Oh trời, khi bạn... Yeah, it's coming. Oh my god. Nhìn giống như một chùm tóc di động, rất là dễ thương luôn. Oh my god. Ngoài bạn đã bự nhất, những con bự nhất sẽ có những bộ lông như vậy. Còn những con mà chưa bự thì ngồi bên đây. Oh my god. The dogs also need protection, okay guys? Oh my god, một trong những điều mình thích ở cái sở thú này đó là có quang cảnh rất là mát mẻ và gió. Có vẻ là cạnh cái hồ tự nhiên ở đây. Mình không biết tên, không nhớ tên rõ cái hồ này là hồ gì. Hình như là Marichi hay là gì đó. Mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm.
Yeah. Highlight của các bạn thú này là đít trơn. Ôi, oh my god, they're fighting. Hình như không có đuôi. Hình như những con này không có đuôi mà đít rất là cục. Oh my god. Oh baby. Oh, stand up, stand up. Yes. Dọc đường không sợ đói nha. Pizza khắp nơi, đồ ăn khắp nơi, chỉ sợ là không có tiền để mà mua thôi. Ví dụ như mình hiện tại mình không có tiền để mua đây. Ahuhu. Đây là con khỉ mini. Nhỏ xíu à mọi người ơi. It có sừng. Con này giống như con bọ ngựa mà chắc bự gấp cả trăm lần con bọ ngựa. Hóa trang như trong lá xoài luôn, nhìn không ra luôn á. Đó, mọi người thấy nhìn trong đó không? Giờ mình sẽ vào khu vườn bướm. Wow. Trời ơi, dễ thương quá mọi người. Khu vườn này rất là thơm luôn. Trời ơi, thích quá à. Oh my god, they're flying around above me. Khu vườn này rất là đầy hương thơm và cỏ ngọt. Ôi trời ơi, bướm bay khắp nơi. So beautiful guys. Peacock. Đừng mổ tao nha. The baby playing with the peacock. Cute section này rất là dễ thương luôn mọi người. Giống như là mình bước trong một khu rừng và đi đến đâu là động vật đến đó. Đây, ở trên đây là mấy con dơi đang bu trên đây. Rất là to. Chim chóc bay. Con gì kêu vậy? Cái con gì giống như con nai vậy đó. Con này giống như là con, vừa giống như con nai mà vừa giống như là con chuột vậy đó. Nó dạng người ghê. Rồi mấy bạn nhỏ xíu à. Dễ thương quá. Mình cảm giác là như mình đang ở trong rừng vậy các bạn, mình thấy không? Rất là dễ cái thấy động vật kế bên mình. Quá dễ thương, quá đẹp. Con bỉ công này thiệt chứ. Stingray, oh my god. Toàn dịch không mà, mấy con này bình thường, có gì đặc biệt. Đây là khu rừng nhiệt đới. Vô rất là nhiệt đới luôn, ẩm. Mồ hôi chảy tưới nửa đi nè. Đây là nguyên cái vòm đây. Vòm này để mà chim khỏi bay ra. Và mọi người đứng ở khu vực này để quan sát như trong khu rừng. Đi. Đây mình đang ở trên đỉnh của khu rừng ở đây. Xung quanh là các miếng dưa hấu ăn dở. Các bạn có thấy đây là loại dơi mà dơi rất là to ở phía sau lưng mình nè. Trên đầu. Người ta dịch tiếng Anh là flying fox. Nhưng mà mình nghĩ nó là một loại dơi mà mặt cáo vậy, giống dơi mặt cáo. Vũ điệu bài công đây. Con này như con trống màu khá đẹp. Con phía sau là con mái nhìn dữ quá trời kìa, mặt bà ác ghê. Mặt quá ác. Quay mặt qua đây con ơi. Ơi, con này là con gấu chó à. Thấy cái đuôi quen không? Con này như đẹp nhất cái đuôi nữa nè. Hy vọng người ta không bắt nó để mà lấy lông hay gì. Đi chui vui lùm để quay nó vậy nè. Mệt dễ sợ. Đây là cái khu côn trùng mà họ trang trí cũng rất là đẹp. Côn trùng và thổ dân hả?
hồ cá và rùa. À, cái cây này là cây đước à. Có rùa kìa. Mấy bạn chó cũng đến đây để tham quan cái khu vực quan giả đây. Khu vực đồ ăn. Đây, hippo hà mã. Trời, xung quanh quá trời cá luôn. Hai bạn thì đi làm mẹ và con thì phải, rất là dễ thương. Trời, nhìn thân hình nặng nề mà bơi, nhìn dễ thương. Từ từ, từ từ. A cozy family. It's so cute. That's why mình nói rồi, con này đang tới mùa sinh sản. Hàng xóm của mấy con khỉ tích đỏ này là con hu có cặp sừng rất là đẹp. Con dê hả? Trời, cặp sừng nó rất là to luôn á. Con này đang bắt chí cho con kia ở ngay đít, đang vỗ mông. Ôi, dễ thương quá, nó còn vỗ kìa. Rồi con này thì dễ thương, tội nghiệp đúng không anh? Không biết nó bị cái gì, có thể giống như là bị trĩ hả? Đây, ngôi sao vườn thú, bạch hổ, white tiger. Chung là bạn này mới tắm cho nên là nửa trắng, nửa vàng vàng. Mà thật sự là nó rất là trắng và khá mập. Vườn thú này nuôi có bộ hơi kỹ ạ. Mọi người đang đi đến tên khu vực xem voi. Hello guys, xin chào các bạn. Vậy là một ngày đi vòng vòng Singapore Zoo của mình đã kết thúc. Thì mình sẽ tổng kết những điều mà mình thích ở cái sở thú này nha. Điều thứ nhất mình thích đó là ở đây người ta cái cách người ta bố cục là không chỉ nuôi nhốt động vật mà còn hòa mình với thiên nhiên, làm cho người tham quan cảm giác rất là gần gũi. Điều thứ hai là ở đây sở thú này rất là thân thiện với gia đình. Thì gia đình ở đây mình muốn nhắc tới đó là các em nhỏ cũng như là các người lớn tuổi, vì họ sẽ có những cái phương tiện giúp cho carry những đứa trẻ mang đi, thì xe đẩy các thứ thì rất là tiện. Và mình nghĩ là sau này mình dẫn mẹ mình đi nó cũng rất là tiện luôn. Và thứ ba, điều thứ ba đó là rất là nhiều show miễn phí, ví dụ như là show của elephants hoặc là show về con gì nhỉ, con sư tử biển. Nói chung là rất là nhiều show được dàn trải từ buổi sáng đến buổi chiều và những slot time khác nhau, thì để cho người tham quan không bị nhàm chán di chuyển mà tham quan động vật không. Và điều thứ tư mà mình yêu thích đó là điều thứ tư mình thích đó là ở đây người ta không chỉ là nuôi nhốt động vật mà người ta còn bảo tồn, và người ta để những thông tin bảo tồn này ở trong trước những cái chuồng đó để cho người tham quan họ hiểu được hơn về các bạn động vật này, cũng như là cách họ bảo tồn như thế nào. Nên là đây cũng là điều mình rất là thích. Và điều thứ năm đó là ở đây vô cùng tiện nghi, các bạn có thể dễ dàng tìm thấy được là cái toilet
các restaurants, các food stall ở around mình, khi mà mình đó có thể mua ăn, và giá đây cũng rất là hợp lý, không có quá mắc. Ví dụ kỳ khoảng là, theo mình biết ở MBS ví dụ như là đồ ăn ở đó là khoảng 10 mấy đồng, nhưng mà ở đây chỉ ra là 9 đồng hoặc là 8-7 đồng thì rất là phù hợp và hợp lý. Và đặc biệt là nước uống miễn phí ở khắp mọi nơi, các bạn chỉ cần đến toilet và có cái drinking water fountain ở đó, và các bạn lấy nước, nhớ mang theo bình nước để bảo vệ môi trường nha. Điều cuối cùng mà làm đến cái zoo này đặc biệt mình nghĩ đó chính là các nhân vật chính là các bạn động vật. Thì động vật ở đây rất là đa dạng và vô cùng phong phú, hình như là hết 90% là những con mà lần đầu tiên trong đời mình thấy luôn. Thì đó là điều đặc biệt về cái sở thú này, và mong rằng các bạn nếu đến Singapore thì hãy dành thời gian đến đây và tham quan nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.